mời anh Lĩnh Trung và Vinh Hiển, anh Vinh Hiển sẽ đón Vinh Chúa qua bài danh bài ca Vinh Thanh Quang thuộc về Chúa. Chào Thánh, hôm nay được phước của Chúa ban cho thầy và cháu chúng tôi có được rất là vinh hạnh được tôn vinh Chúa buổi sáng hôm nay. Trong thời gian qua vì sức yếu tuổi già nên không có hát được nữa, nhưng mà Chúa cảm động cho hôm nay được có ơn của Chúa sẽ tôn vinh Chúa và đánh cờ vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời. Nhiều khi giả đi.